Tiếp tục quá trình hoàn thiện thi công, ngày 26 tháng 4, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động chạy thử nghiệm với cự ly hơn 12 km đường trên cao từ ga Suối Tiên đến ga An Phú. Ở lần thứ hai chạy thử nghiệm, đoàn tàu metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thực hiện lộ trình 12,3 km bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên đi qua ga Đại học Quốc gia đến ga khu công nghệ cao, ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, ga Rạch Chiếc và kết thúc tại ga An Phú. Theo thiết kế ở đoạn trên cao, tàu metro có tốc độ tối đa 110 km/h, đoạn hầm 80 km/h. Tuy nhiên khi chạy thử, nhà thầu đã vận hành với tốc độ dưới 50 km để bảo đảm an toàn. Các chuyến tàu chạy thử nghiệm vào buổi sáng sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 và kết thúc vào lúc 12 giờ. Và các chuyến tàu chạy thử nghiệm buổi chiều sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 chiều và kết thúc vào lúc 5 giờ 30 chiều. Mục đích của cái hệ thống chạy thử này thì không chỉ là thử nghiệm về đoàn tàu mà còn liên hệ đến thử nghiệm của các hệ thống thiết bị cơ điện tại các nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu hoặc là một số cái chức năng khác. Theo kế hoạch, đến dịp lễ 2 tháng 9, metro số 1 sẽ chạy thử toàn tuyến. Hiện metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã đạt tiến độ 95% và đang hoàn thiện các hạng mục kiến trúc cơ điện các nhà ga, cầu bộ hành, lối lên xuống. Chủ đầu tư phấn đấu đến quý 4 năm nay hoàn thành cơ bản phần thi công xây dựng, chuyển sang giai đoạn vận hành khai thác thử.